Chào các bạn, đây là kiện hàng của một vị khách tại thành phố Hà Nội đã đặt trực tiếp trên website của ship.vn và chờ khoảng 2 đến 5 tuần. Hôm nay kiện hàng nó đã về tới Việt Nam, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện mở ra kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra thì ship có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này và cái thương hiệu này thì các bạn sẽ có được những cái video nó quay rất là chi tiết và cận cảnh. Đây là các kênh thông tin liên lạc của ship.vn. Bên ngoài kiện hàng nó được bao bởi một cái cốp ni lông. Tại vì khi đến kho Mỹ bên đối tác vận chuyển, người ta cắt cái bốc cạc tông đi để nó giảm cái thể tích xuống, để nó tiết kiệm được cái phí vận chuyển. Tại vì đi đường hàng không mà nó chiếm thể tích thì nó phí vận chuyển nó sẽ cao hơn. Đây là cái bill lúc mua, nó có giá là 84.5 đô. Đây là cái bốc bên ngoài nè. Cái bốc bên ngoài đã được cắt, người ta giữ lại cái nhãn dán trên bốc. Đây được ship từ seller có tên là Yumashop ở quận Brooklyn, New York. Đây kho, bên kho đối tác vận chuyển này mở bằng OR này, USPS để số check-in. Thông tin check-in thì ship có gửi liên tục qua email hoặc là các bạn vào cái trang quản lý đơn hàng trên website của ship.vn á. Các bạn bấm vào nút check-in và các bạn xem lại cái thông tin check-in. Các bạn có thể dán cái check-in vào trong trang usps.com để theo dõi hành trình nội địa Mỹ của việc kiện hàng của mình. Thì bên ngoài nó có một cái thông số sản phẩm này. Đây là tên thương hiệu sản phẩm là Roberto Cavalli. Mã đây là mã sản phẩm nè, RC1077-S83Z. Còn đây là cái thông số size, 55 là độ rộng kính, 17 là cái cầu kính, 140 là cái càng kính. 140 x 2 tức là có hai cái càng kính, made in Italy nè. Bên ngoài cái bốc này nó được bao một cái lớp xốp. Lớp xốp này là nó có, ở đầu nó có một cái túi zip. Chúng ta sẽ tạm tháo ra để kiểm tra. Thì bên ngoài nó có cái tên thương hiệu là Just Cavalli nè. Ở đây nó có một cái cơ chế là 500, nó hút. Nó giống với cái túi của cái bốc của Moonplan. Bên trong nó có rất là nhiều phụ kiện. Bên trong nó là một cái lớp nhung rất là mềm mại. Đây là cái miếng vải. Miếng vải để vệ sinh kính đó. Tại vì kính chúng ta hay cầm bằng tay á, cái tay chúng ta nó sẽ có chất ẩm, nó dễ dẫn tới bụi bẩn, nó dính cái kính nó rất là xấu đó. Mỗi lần chúng ta chụp hình chúng ta nên vệ sinh nó đi để cho nó đẹp. Đây là những cái phụ kiện, đây là cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Đây là cái, đây là có thể là cái cạc của thương hiệu Roberto Cavalli. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc kính này thì về cái chất liệu kính này là một cái chất liệu gọi là sợi carbon. Đây là một cái chất liệu tên tiếng Anh của nó là acetate. Đó, acetate. Đây là một cái chất liệu nó có một cái ưu điểm, tức là nó sẽ nhẹ hơn và chất lượng tốt hơn cái khung gọi là khung bằng nhựa. Đó. Thứ hai là cái chất ưu điểm của cái chất liệu này là nó không có gây dị ứng. Còn về thương hiệu Roberto Cavalli này nè, ở trên khung kính nó có các cái tên thương hiệu này. Đây là một thương hiệu, đây là một nhà sản xuất thời trang của Ý, một cái hãng thời trang của Ý chuyên sản xuất quần áo nè, nước hoa với lại những cái phụ kiện. Đó. Mắt kính là một, cũng là một cái loại mặt hàng có tên là phụ kiện, nó đều chúng ta đều ở trên khuôn mặt chúng ta, nó là thuộc nhóm phụ kiện. Đây là chiếc kính này nè, cái tông màu khung của nó có màu là màu tím, mà trong thông số của hãng họ ghi là màu violet, tên tiếng Anh nó là màu violet, nhưng thay chúng tôi thấy thực tế thì nó là một con một cái màu tím. Cái màu tím này các bạn nhìn nó có lúc đục lúc trong, màu tím này nó sẽ không có đều, các bạn thấy nó giống như rau câu vậy. Rau câu mà chúng ta hay qua nó có một phần đục một phần trong. Đây là càng kính, trên càng kính nó có thông số Miniato, có thể là cái series của cái kính này, 1077-83Z là mã màu. Đây, thông số là 55, thông số được khắc trên mặt sau của càng kính luôn, 55 là độ rộng, 17 là cái cầu kính, 140 là càng kính, 140 là thuộc dạng nhóm càng kính trung bình. Thường thường càng kính nó nằm ở khoảng 135-145, ở đây 140 thuộc là tức là thuộc nhóm trung bình. Trên cái càng kính này nó có cái bộ phận ở đây, cái bản lề là nó bằng, đây là bằng kim loại. Kim loại nó có đính hạt ở trên đây luôn. Nó đính hạt thì nó mang tính chất nữ tính hơn, thời trang hơn. Ở đây là cái biểu tượng giống như là cái logo
chữ R và chữ C. Chữ R là viết tắt chữ cái đầu tiên của Roberto, còn C là chữ cái đầu tiên của Cavalli. Đèn kính cũng màu tím. Còn cái càng bên đây thì người ta bọc một cái lớp ni lông để nó tránh cho hai cái càng này nó cạ với nhau, nó ma sát với nhau, nó dẫn tới bị chảy xước. Cái càng bên này nó sẽ có thông số nè: Roberto Cavalli, made in Italy, CE giống như là một cái biểu tượng của công ty. Đây là mặt sau, mặt trước nè, tất cả đều ok, không có bị chảy xước, móp mó là bị vấn đề gì hết. Thì chúng tôi sẽ thực hiện đóng gói lại và bàn giao cho hãng vận chuyển hiện tại đang sử dụng là Giao Hàng Tiết Kiệm cho vận chuyển đi thành phố Hà Nội. Đó. Thì các bạn, để các bạn xem thêm các mẫu của Roberto Cavalli, các bạn chỉ cần gõ cái tên thương hiệu nè. Tên thương hiệu là Roberto Cavalli. Đây, tên thương hiệu đây. Roberto. Hoặc là các bạn chọn rõ chữ Roberto hay cũng được, vào trong ô tìm kiếm trên website của ship.vn á, là sẽ ra tất cả những cái mẫu mắt kính mà đang bán, đang còn hàng ở Mỹ, tức là đang giảm giá rất là tốt ở Mỹ. Ngoài ra, hoặc là các bạn vào một kính mát á, mà bấm vào nút kính mát thì chúng tôi ship có phân loại rất là nhiều thương hiệu, các bạn có thể chọn theo thương hiệu trong đó nó cũng dễ dàng hơn, hoặc là gõ cái tên thương hiệu vào trong ô tìm kiếm cũng được. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.